Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chủ đề đồ dùng học tập. Trong bài ngày hôm nay, cô giáo sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một đồ dùng nữa và chúng ta sẽ cùng miêu tả là chúng ta làm gì với những đồ dùng học tập mình đã học nhé. Bây giờ hãy nhìn vào các bức tranh nào. Đây là những hộp màu nước. Chúng ta có từ paints, paints, những hộp màu nước. Và chúng ta có thể làm những gì đây nhỉ? Draw, draw, vẽ. Glue, glue, dán. Cut, cut, cắt giấy. Paint, paint, vẽ màu bằng những hộp màu nước. Paint. Bây giờ chúng ta cùng thực hành với câu dài nào. I've got a pencil, I can draw. Tớ có một chiếc bút chì, tớ có thể vẽ. I've got a pencil, I can draw. I've got a crayon, I can draw. Tớ có một chiếc bút sáp màu, tớ có thể dùng nó để vẽ. I've got a glue stick, I can glue. Tớ có một hộp hồ dán, tớ có thể dùng nó để dán đấy. I've got some scissors, I can cut. Tớ có một chiếc kéo và tớ có thể dùng nó để cắt giấy. I've got some paints, I can paint. Tớ có những hộp màu nước và tớ có thể vẽ màu. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng thực hành với những đồ dùng học tập mà các bạn có nhé. Goodbye!